Singapore vừa bắt giữ 27 công nhân xây dựng người Bangladesh hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo, trong đó có Ankara và IS. 26 người trong số này đã bị trục xuất về nước. Thông tin vừa được chính phủ nước này công bố hôm qua 20 tháng 1. Bộ Nội địa Singapore cho biết 27 công nhân xây dựng Bangladesh đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ 16 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2015. 26 người đã bị trục xuất trong khi người còn lại bị giam giữ vì đã cố gắng trốn khỏi Singapore sau khi nghe tin những người kia bị bắt. Cuộc điều tra cho thấy nhiều thành viên trong nhóm đã từng có hành vi bạo lực ở nước ngoài nhưng không có kế hoạch tấn công Singapore. Một vài trong số họ còn tham gia vào các lực lượng vũ trang jihad ở Trung Đông. Singapore đã từng phá hủy nhiều âm mưu tấn công sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2011 khi Al-Qaeda tấn công nước Mỹ. Gần đây, mối quan ngại khủng bố ngày càng tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới do nhiều cá nhân đã gia nhập lực lượng khủng bố IS. Thông tin bắt giữ được đưa ra một tuần sau khi xảy ra các vụ đánh bom tự sát và xả súng tại trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia, khiến cho các nước Hồi giáo tại khu vực Đông Nam Á phải đối mặt với nguy cơ tấn công ngày càng cao.